Nay mở lồng ra là ok rồi anh em ơi. Dòng thánh thoát này nha. Mừng quá anh em ơi. Hôm qua, hôm kia, hôm trước chứ, ho như chó sủa. Đây, anh em thấy cái bông gòn vẫn còn nhé. Thuốc ho uống hết còn có tí à. Con này khôn, chú ấy mình dầm thuốc thì nó không ăn. Nó không ăn thế này mà nó moi dưới ruột, nhưng mà nó moi dưới ruột nó cũng chết à. Tại mình lấy cái dao á, mình dầm nó xuống tầng dưới này. Cám sắp hết rồi. Ok cho anh em nha. Đóng cửa lại cho cái con chó. Đánh đen chó lại ho. Hết ho rồi nha anh em. Chạy cầu sáng xít lại rồi. Nhưng chắc con là con mệt nên là mới chạy có tí há miệng. Há miệng. Thông báo với anh em là Phục Sinh đã khỏi ho rồi nha. Hôm trước con còn bên năm 2 3 ngày khỏi ho, hôm nay Phục Sinh cũng đúng 3 ngày khỏi ho. Anh em là cần thuốc ho thì anh em cứ liên hệ mình là thực tế luôn. Nếu như chim mà bị ho cấp tính nha anh em, là ví dụ như là hôm nay con chim mình bình thường nhưng mà sáng mai bị ho. Ho nặng hay là ho gì mình nên biết thì việc đầu tiên anh em nên làm là anh em cho mình một cái bông gòn như này nha. Anh em cho mình một cái bông gòn như này, sau đó anh em thấm hết cái bông gòn này cho nó ướt đậm luôn. Một là dầu tràm hay là dầu khuynh diệp nha. Có dầu tràm thì càng tốt. Sau đó mình sẽ kết hợp cho chim uống thuốc nha. Uống thuốc ho. Anh em thấy 3 ngày con chim mà hôm trước mình đăng lên là anh em mình đăng lên top rồi, anh em thấy mình cho mình quay đứng ho sặc sùa luôn. Bây giờ thì anh em vậy 3 ngày thôi. Con chim giờ hết thò thấy không, phi như điên, mở lồng đó là phi. Dạy ô tô thì không chắc đấy em ạ, tại vì giờ mới hỏi ho mà nó cần ngày quá, giờ không đủ lực. 2-3 ngày trước là mình quay lên anh em thấy rồi đúng không, ho như chó sủa. Em bóp cho anh 2 đến 3 ống bên trong ấy, cho vào cống nước nhé. Hôm nay thấy ok chưa anh em? Uy tín chưa anh em nha? Uy tín chưa? Không phải mồm mọm nhá. Mình cho anh em coi nè. Đây, cái này thì mình thấm ướt luôn, mình bỏ cái dầu vào nhé. Dầu để mình xông con chim không? Mình xông cho con chim. Đó, còn đây là thuốc này. Uống gần hết, anh em thấy vòng vàng không? Đó, có rất cái chân cầu cào trong này nè. Đó. Hy vọng là kịp để đấu dậy.
ô tô nhá. Đấy. Thôi, còn bây giờ thì chào anh em nhé.